Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, 23 tháng 6 năm 2015. Chương trình phát hình của bản tin qua tin Đấu gồm có phần tin đáng chú ý và phần phỏng vấn của Thanh Trúc với Huỳnh Trang về cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Hiệp thương Thái Bình Dương được đưa trở lại Thường viện lần thứ nhì. Việc đẩy mạnh lợi nhuận của Takata có thể phương hại tới an toàn. Nước chai của tiệm 7-Eleven và Wetman's bị kêu gọi thu hồi vì lo ngại vi trùng E. coli. Trước hết, kính mời quý khánh thánh giả theo dõi bản tin chi tiết. Trung Cộng cho rằng tùy theo Mỹ để tái tục đàm phán về an ninh mạng. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng tùy theo Hoa Kỳ để tạo điều kiện cho việc tái tục cuộc đàm phán thông thường về an ninh mạng khi hai nước bắt đầu ba ngày họp cấp cao tại Hoa Thịnh Đốn. An ninh mạng từ lâu đã là điều phiền toái trong mối quan hệ Mỹ-Hoa, mặc dù có mối quan hệ kinh tế tăng cường, trị giá 590 tỷ Mỹ Kim trong giao thương hai chiều hồi năm ngoái. Cuộc tấn công vào Sở Quản trị Nhân viên hay OPM của Chính phủ Hoa Kỳ hồi tháng rồi gây thiệt hại về dữ kiện của 4 triệu cựu và đương nhiệm công chức khiến gia tăng sự nghi ngờ của Mỹ cho rằng tinh tặc Trung Cộng đã tạo ra các hồ sơ gốc khổng lồ có thể được dùng để tuyển mộ điệp viên có hơn 400 viên chức Trung Cộng đang ở Hoa Thịnh Đốn tham dự cuộc đàm phán thường niên theo chương trình làm việc của cuộc hội thoại về chiến lược và kinh tế, vốn có 8 vị bộ trưởng trong nội các Hoa Kỳ tham dự. Các viên họp diễn ra vào lúc niềm tin suy giảm và có những gì biệt rộng rãi giữa hai nước. Lo ngại của Mỹ gia tăng về sự thách thức của Bắc Kinh đối với ưu thế tài chính toàn cầu của Mỹ và về sự hạn chế kinh doanh của Mỹ tại Trung Cộng. Hiệp thương Thái Bình Dương được đưa trở lại Thường viện lần thứ nhì Hôm nay, Hiệp thương Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama đối đầu với cuộc thử thách thứ nhì tại Thượng viện, khi dự luật cần có sự thỏa thuận được đưa trở lại nghị viện này lần thứ nhì. Dự luật đã kéo dài 6 tuần lễ tranh cãi ở Quốc hội và hai lần chạm trán với thất bại sau cuộc nổi dậy chống đối bởi chính phe dân chủ của ông Obama mà nhiều người tin Hiệp thương sẽ đe dọa tới việc làm của Mỹ. Dự luật thiết lập thủ tục duyệt xét nhanh chóng qua Quốc hội cho các Hiệp thương cần có sự ủng hộ của 60 thượng nghị sĩ để thông qua trở ngại thủ tục Mặc dù dự luật này được thông qua Thượng viện hồi một tháng qua trong cuộc biểu quyết với tỷ số 62 trên 37 phiếu, kể cả sự ủng hộ của 14 đảng viên Dân Chủ, nhưng một số có thể rút lại sự ủng hộ. Hôm nay, Thượng viện bỏ phiếu việc hạn chế bàn cãi về thủ tục nhanh chóng và nếu cuộc biểu quyết thành công, sẽ bỏ phiếu trên dự luật thực sự vào ngày mai trước khi cứu xét tới dự luật thứ nhì để nới rộng lợi ích trao thương cho các quốc gia phi châu. Dự luật này giờ đây cũng bao gồm chương trình trợ giúp công nhân. Tối ca Pháp viện nói việc chính phủ tịch thu nho là vi hiến. Hôm qua, tối cao pháp viện phán quyết rằng chính phủ không thể buộc nông dân trồng nho phải từ bỏ một phần thu hoạch hàng năm thấp hơn trị giá của nó. Và các nhóm bảo thủ hoan nghênh phán quyết này như là một thắng lợi về quyền tài sản riêng. Với tỷ số 8 trên 1 phiếu, các thẩm phán cho rằng chương trình của thời kỳ 1940 được đưa ra từ cuộc đại khủng hoảng là vi hiến bởi vì nó cho phép các viên chức liên bang tịch thu tài sản tư nhân của nông dân mà không bồi thường đầy đủ cho họ, mặc dù mục tiêu là làm lợi cho nông dân bằng cách ổn định giá thị trường. Tòa này đã đứng về phía các nông dân Marvin và Laura Horn ở California là những người cho rằng họ bị mất tiền về chương trình mà họ gọi là lỗi thời và không hữu hiệu. Họ đã bị phạt 695.000 Mỹ Kim vì cố tránh né chương trình này. Chánh thẩm John Roberts viết rằng chính phủ phải bồi thường công bằng khi họ lấy hàng hóa cá nhân cũng như khi họ tịch thu đất đai. Ông Roberts đã bác bỏ luận cứ của chính phủ cho rằng gia đình ông Horn tình nguyện tham gia vào thị trường nho và có sự chọn lựa trồng cây trái khác nếu họ không thích. Việc đẩy mạnh lợi nhuận của Takata có thể phương hại tới an toàn. Phê dân chủ trong một ủy ban thường viện cho biết qua bản báo cáo hôm qua rằng công ty chế tạo túi hơi an toàn Takata có thể đặt lợi nhuận trên sự an toàn theo phương hướng góp phần vào một trong những cuộc kêu gọi thu hồi về xe hơi lớn nhất và phức tạp nhất chưa từng có. Bản báo cáo của nhóm thiểu số trong ủy ban thương mại thường viện được công bố vào một ngày trước cuộc điều trần tại Hoa Thịnh Đốn về bơm hơi bị kiếm khuyết của Takata. Bộ phần sai sót này đã bị liên kết với hàng trăm vụ thương tích và ít nhất 8 vụ tử vong trên toàn cầu mà tất cả trong xe của hãng Honda Motor bởi vì các túi hơi an toàn bung ra quá mạnh và bắn tung những mảnh vỡ kim loại vào hành khách. Phê Dân Chủ nói rằng các thư điện tử của Takata cho thấy việc kiểm soát an toàn tại nhà máy đã bị ngưng lại từ năm 2009 tới năm 2011 vì lý do tài chánh. Takata cho rằng bản báo cáo có một số điều không chính xác và những thư điện tử nội bộ được ủy ban duyệt xét đã bị trích ra khỏi văn bản và được xếp loại theo phương cách tạo ra một ấn tượng sai lầm. Kể từ năm 2008, có 10 hãng chế tạo xe loan báo các cuộc kêu gọi thu hồi liên quan tới bơm hơi bị hỏng trong túi hơi Takata. Các đại lý đã thay thế những đơn vị khiếm khuyết đó khi phụ tùng mới có sẵn từ Takata và mới đây nhất từ những nhà cung cấp khác. Bản báo cáo của khối tiểu số ở Thường viện còn chỉ trích những nhà kiểm soát quy luật Hoa Kỳ không bắt gặp vấn đề đó trong nhiều năm trước đây và thắc mắc phải chăng một số bơm hơi được thay thế có thể cuối cùng cần được kêu gọi thu hồi hay không. Nước chai của tiệm 7-Eleven và Wakeman's bị kêu gọi thu hồi vì lo ngại vi trùng E. coli. Wakeman's, một siêu thị ở New York có nhiều người mua sắm, cùng với một số chi nhánh khác của Giant Food, Shores và 7-Eleven đã kêu gọi thu hồi các chai nước vì tiềm năng nhiễm trùng E. coli. Niagara Bottling, công ty dẫn đầu về đóng chai nước có nhãn hiệu riêng tại Hoa Kỳ, đã báo cáo rằng vi trùng E.coli được tìm thấy tại một trong những nguồn nước suối vào ngày 10 tháng 6 năm 2015. Công ty này cho biết những vi trùng này có thể gây bệnh và là mối quan tâm đặc biệt cho những người có hệ thống miễn nhiễm yếu. Tuy nhiên, công ty này nói rằng không có báo cáo về bệnh điểm được tìm thấy hay chưa có ai khiếu nại về việc này, nhưng việc kêu gọi thu hồi tự nguyện vẫn còn có hiệu lực. Những hiệu khác bị ảnh hưởng bên cạnh hiệu Wetman's bao gồm Acadia, Acme, Big White, Best Jet, 7-Eleven, Niagara, Nature Place, Bright Light, Super Chill, Morning Fresh, Sauce, ShopRite và Western Beef Blue. Để xác định sản phẩm có bị ảnh hưởng hay không, xin hãy xem lại mã số quy định nơi, ngày, giờ sản phẩm được sản xuất. Những sản phẩm bị ảnh hưởng có mã số bắt đầu bằng mẫu từ F cho Hamburg hay E cho Allentown. Ai Cập nhận việc chuyển giao hai chiến hạm Mỹ chống phi đàn. Tòa địa sứ Mỹ tại Cairo cho biết hôm qua rằng Ai Cập đã nhận việc chuyển giao thêm hai chiến hạm chống phi đạn nhanh của Hoa Kỳ để tăng cường khả năng bảo đảm an ninh trong vùng và chống khủng bố. Mối quan hệ với Hoa Kỳ đã suy giảm sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào tháng 7 năm 2013, với việc Hoa tình Đốn ngưng khoản viện trợ quân sự hàng năm là 1,3 tỷ bi kim. Vào cuối tháng 3, Hoa Kỳ giải tỏa viện trợ quân sự nhưng tiếp tục lên án vi phạm nhân quyền tại Ai Cập và việc đàn áp người Hồi giáo hai chiến hạm chống phi đạn nhanh đã tới thành phố Alexandria của Địa Trung Hải vào ngày 17 tháng 6, tăng gấp đôi hạm đội Ai Cập lên 4 chiếc trị giá 1,1 tỷ Mỹ Kim. Theo tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York, kể từ khi ông Morsi bị lật đổ, hàng trăm người ủng hộ ông đã bị giết và khoảng 40.000 người đã bị bắt. Hàng trăm người còn bị kết án tử hình sau những phiên tòa quy mô nhanh chóng được Liên Hợp Quốc mô tả là chưa từng có trong lịch sử cận đại. Mỹ hứa về binh sĩ, dụng cụ cho lực lượng NATO đáp ứng nhanh, Hôm qua, Hoa Kỳ hứa sẽ đóng góp lực lượng hoạt động đặc biệt, tình báo và những chiến cụ tối tân khác cho lực lượng đáp ứng nhanh chóng mới của NATO nhằm ngăn chặn một phần bất cứ hành động tương lai nào của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Aston Carter loan báo trong chuyến đi tới Đức là nơi ông đọc bài diễn văn cáo buộc mặt tư khoa cố tình tái tạo một phạm vi ảnh hưởng thời đại Xô Viết. Ông Carter lên tiếng tại Berlin rằng Hoa Kỳ không mưu tìm một cuộc chiến với Nga và không xem Nga là kẻ thù, nhưng không sai lầm là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các đồng minh, trật tự quốc tế dựa vào luật lệ và một tương lai tích cực phù hợp cho tất cả. Mặc Tư Khoa phủ nhận việc cung cấp binh sĩ hay vũ khí cho quân ly khai thân nga tại miền đông Ukraine, nhưng các quốc gia NATO lân cận nhất là các nước vùng Baltic như Latvia, Lithuania và Estonia lo ngại nga có thể kích động rắc rối trên lãnh thổ của họ. Sự yểm trợ của Mỹ sẽ gồm có các công cụ tình báo theo dõi và trinh sát, vốn có thể là phi cơ không người lái hay phi cơ có người lái cũng như lực lượng hành quân đặc biệt chuyên môn về tiếp liệu và chiến cụ tối tân nhất của Mỹ. Ông Carter còn cho biết sự yểm trợ sẽ có không vận và khả năng bắn tổng hợp chính xác, gồm mọi thứ từ trọng pháo trên đất liền cho tới yểm trợ trên không hay hỏa lực trên biển. Mặt khác, hôm qua, các vị Ngoại trưởng Liên Âu đã ra hạn chế tài kinh tế đối với Nga cho tới ngày 31 tháng Giêng, tiếp tục gây áp lực trên mặt tư khoa để giúp giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Mỹ trả lương cho phiến quân Syria tới 400 Mỹ Kim một tháng, Ngũ Giác Đài cho biết hôm qua rằng phiến quân Syria thủ huấn quân sự Hoa Kỳ để chiến đấu chống tổ chức quốc gia Hồi giáo được trả lương từ 250 Mỹ Kim cho tới 400 Mỹ Kim một tháng tùy theo năng khiếu, việc thi hành và chức vụ lãnh đạo của họ. Hiện chưa rõ là có bao nhiêu phiến quân Syria được trả lương. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài nói hồi tuần trước rằng có tới 200 chiến binh Syria đang thụ huấn, Có thêm 1.500 người nữa đã hoàn tất cuộc gạn lọc cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Austin Carter cho biết hồi tháng 5 rằng chiến binh Syria tham dự nhiệm vụ do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ nhận được một số tiền bồi thường, nhưng ông không đưa ra con số. Khoảng 6.000 người Syria tình nguyện tham dự vào nỗ lực của Mỹ để huấn luyện và trang bị cho một lực lượng quân sự Syria ôn hòa về chính trị. Theo ông Warren, nỗ lực đó đã được xuất tiến chậm hơn mong đợi vì sự phức tạp của việc duyệt xét những người tình nguyện và mang họ ra khỏi Syria để huấn luyện. Trong khi các viên chức Mỹ minh sát chương trình là để huấn luyện chiến binh chiến đấu với tổ chức quốc gia Hồi giáo, giấy tờ duy nhất mà người tham dự phải ký là sự cam kết đề cao việc tôn trọng nhân quyền và quy luật, vốn là điều bắt buộc do Quốc hội Hoa Kỳ ban hành. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin và tình đấu xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị nơi mà bè bạn thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón chỉ có ở sông bài live always live always on Ban vận động bảo tồn di tích thuyền nhân thuộc văn khố thuyền nhân Việt Nam xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự và chung vui dạ tiệc 40 năm thuyền nhân Việt Nam hồi ngộ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 2015 tại Majesty Restaurant 5015 West Giddinger Avenue Santa Ana California 92704 mọi chi tiết xin liên lạc Mỹ Vân 714-478-6688 hay Oscar Thuận 714-767-0353 tàu hữu thanh sơn nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá eden luôn có quý khách xếp hàng thật dài tàu hữu thanh sơn nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè xôi chả cá chuối nướng khoai mì dừa đặc biệt trà chân châu tàu hữu đủ loại sữa đậu nành giò lụa giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chân Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202. 703-534-1202 bị House Một nhà hàng được khen ngợi sang trọng và sạch sẽ nhất vùng. Thức ăn 100% không dùng bột ngọt khung cảnh rộng rãi và rất thích hợp cho những hẹn hò công việc riêng tư. Sân khấu cùng với dàn âm thanh chuyên nghiệp có hát cho nhau nghe mỗi tối thứ sáu từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 30 sáng có B&Y. Mở cửa 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 7 ngày một tuần. Kobe House bên trong Eden Center số điện thoại là 571 2823662. Ngụy Vũ và gia đình hân hạnh đón tiếp quý vị. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và hợp mặt gia đình. Nhân dịp mùa trung thu, Kim Phụng Bakery có bánh trung thu sản xuất tại chỗ, nguyên liệu tinh khiết, bánh mới thơm ngon đủ loại, có cả nhân vi cá, thập cẩm, hạt sen và khoai môn. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày. Điện thoại số 703 534 4525. Beauty Device Salon salon, skin care, hair, facial, nail, ân cần phục vụ quý đồng hương tại trung tâm Eden, ngay bên trong khu tiệm vàng Deepon và thẩm mỹ viện Ngọc Minh, uống tóc, cắt tóc nam và nữ, chuyên về hair highlight và color, xe lông mặt, có chuyên viên gọi đầu như ở Việt Nam, nhóm thợ của tiệm Diễm Trang cũ có hơn 30 năm kinh nghiệm, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Mọi liên lạc hay lấy hẹn xin gọi 703 241 8022 hay 703 237 3999. Ngọc Minh kính mời.